biến công ty thành một thể thống nhất, coi như là chỉ là một người làm việc với khách thôi. Có một câu chuyện như này, tức là cái anh này anh mới hỏi là hỏi người bạn là bây giờ tớ định mua một cái tivi thì tớ nên mua ở đâu, thì người bạn ấy không ngần ngại và giới thiệu ngay là mua về. Thì anh này là không ngần ngại mà cũng đặt mua luôn. Thì nhân viên mang tivi đến lắp rất nhiệt tình và hướng dẫn rất là chu đáo. Nhưng mà lúc đấy là cái anh khách hàng này anh mua xong là anh lại có việc bận, anh đi luôn, anh không ở lại để anh nghe hết cái hướng dẫn được. Thì hôm sau cái bạn mà đến lắp tivi, bạn mới gọi lại cho anh khách hàng này. Bạn kia bạn gọi đúng vào cái lúc anh ấy đang trong cuộc họp. Thì anh mới bảo là ừ thôi anh đang họp nhá, có gì thì anh sẽ gọi lại sau. Thế là bẵng đi vài hôm là anh này anh ấy muốn dùng tivi và anh vẫn chưa biết kết nối, anh vẫn chưa sử dụng. Thì anh ấy điện lên cho tổng đài. Thì ngay từ khi điện lên cho tổng đài đã biết tên anh này. Bảo alo anh Dương à, có phải là anh mua tivi này không? Có phải là anh đang băn khoăn về vấn đề chưa biết kết nối, chưa biết sử dụng không, để em hỗ trợ anh? Và khách hàng rất là bất ngờ, bảo ô trong một hệ thống bao nhiêu người như thế, tại sao họ nhớ tên mình? Tại sao họ biết mình đang gặp vấn đề này? Tức cái trải nghiệm dịch vụ nó rất là tuyệt vời, rất là wow. Thì cái lý do mà để mà khách hàng khi mà gọi lên ấy, thì cái nhân viên trả lời ấy, người ta biết được thông tin khách luôn, là bởi vì cái người mà giao dịch trước đó người ta đã cập nhật cái thông tin đó lên hệ thống. Và mỗi một cuộc gọi của khách hàng lên hệ thống thì nó đã hiển thị toàn bộ cái lịch sử làm việc. Và cái bạn nghe điện trả lời ấy, bạn nắm được toàn bộ lịch sử luôn. Cho nên bạn làm với khách hàng nó rất là nhanh, cũng không phải hỏi han nhiều, không phải khai thác lại thông tin nhiều, và cho khách hàng một cái trải nghiệm nó rất là riêng, rất là phục vụ riêng, phục vụ cá nhân hóa. Thì đấy là một cách để nâng tầm dịch vụ.